Lời đầu tiên Minh Hoàng gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ Minh Hoàng chào chị. Dạ, em chào anh Minh Hoàng. Chị chào quý vị khán giả chị ha. Dạ, em cũng xin gửi lời đến quý ông bà cô bác trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước một lời chào thân thương nhất ạ. Chị giới thiệu bản thân mình luôn ha. Chị họ tên là cũng như năm sinh luôn chị. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Trang Duyên, sinh năm 1962 thì trong giấy, nhưng mà thực chất ở ngoài là năm 1964. Chị Trang Duyên Dạ, sinh năm 1962, 64, 64. 64. Năm nay chị Dạ. Trang Duyên 60 tuổi ha. Dạ. Chị Duyên đến từ đâu? Dạ, em ở Tây Ninh ạ. Chị cứ gọi chị xưng em được rồi ha, tự Minh Hoàng Dạ nhỏ. dạ 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 Rồi chị Duyên nè, chị có đồng ý cho phép Minh Hoàng sử dụng hình ảnh của chị đăng lên mạng xã hội không? dạ có ạ. Mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân chị Duyên yêu cầu Minh Hoàng tháo gỡ bỏ video là không được ha. Dạ. Chị Duyên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm lời nói của mình trong video này. Dạ. Hôn nhân của chị Duyên hiện nay như thế nào chị? Dạ, em ly hôn gần 20 năm mà. Chị cứ xưng chị À, chị hôn. em À, ra quên. Dạ. anh chị được mấy người con? À, chị được ba người con, một trai và hai gái. À, hai đứa lớn thì đã có gia đình riêng ổn định rồi, còn gái Út thì nó học bên kinh tế, nó ra trường, nó đi làm rồi nhưng mà nó không chịu lấy chồng. Nay nó 34 tuổi nè. Nó ở với chị. Hiện nay ở Tây Ninh là chị Duyên ở nhà của chị luôn hả? Nhà của chị đang ở nhà của chị. Là sống chung với đứa gái út Gái bên đó. Út. Đúng rồi. Duyên đang làm công việc gì chị? À, chị giới thiệu mua bán đất á, mua bán nhà đất á. Môi giới nhà đất ha. Ừ. Hiện nay môi giới nhà đất chắc cũng yếu rồi hả chị? Hồi này cũng yếu là thất nghiệp ạ. Chị có đất để bán không? À, chị lúc trước chị cũng có nhưng mà chị hên cái là trong đợt dịch chị bán hết rồi. Cũng thu hồi được rồi ha, À, cũng cũng được. chứ không thôi bây giờ cũng mệt mỏi ha. Ờ, lúc này cũng động vậy lắm, nó không có như hồi xưa, lúc này nó cũng bị đứng á. Rồi 20 năm nay chị có đi thêm bước nào hay là có quen được mối tình nào khác không? Cũng có một hai người tìm hiểu nhưng mà không có đi đến đâu đâu hết, là tại vì không có hợp với nhau á. Lúc hai người thôi nhau là các con chị còn nhỏ hả? Con nhỏ, lúc đó con chị còn nhỏ lắm, lúc đó chị vất vả lắm, lúc đó bươn chải đủ nghề đủ ngành hết, là ráng làm kiếm tiền cho con ăn học đến nơi đến chốn, không có nghĩ gì tới bản thân hết á, không có quan tâm tới mình cái gì, vấn đề gì hết á, chỉ tập trung kiếm tiền thôi. Cái xong cái thời gian con chị nó học hành đến nơi đến chốn rồi gả vợ rồi ôi cưới vợ rồi gả chồng cho bé rồi xong rồi, còn cái Út học đến nơi đến chốn luôn, thì đến lúc này chị mới cảm thấy là mình thảnh thơi tròn trách nhiệm. Thì nghĩ đến mình thì tuổi cũng đã lớn rồi, cũng đã cao rồi, nhưng mà chị hy vọng tìm được một anh nào đó có đồng tiếng nói chung, có cùng hoàn cảnh với chị, để mình sống hết nửa quãng đời còn lại. Chỉ là quen biết bạn bè thôi chứ chưa có đến với người nào hả? Không em, chưa chưa đến với ai, bất cứ ai hết cả. Rồi hiện nay chị thất nghiệp rồi ở nhà không hả? Không có làm công việc khác hả? Chị thất nghiệp ở nhà, chị bên đạo Cao Đài đó, chị cũng đi cúng đi đám, với lại thỉnh thoảng có ai cần mua đất hay bán đất gì đó thì chị chạy với người ta.
thì chắc là sau một thời gian sốt sốt rồi kinh doanh chắc cũng khá khá rồi ha. Cũng tạm tạm. Dạ chị trong họ đạo hả? À, chị cũng có làm trong họ đạo em, đạo Câu Đài. Ở Tây Ninh, chị ở ngay ngay thành phố Tây Ninh hả? À, chị cách thành phố khoảng 7 cây. Chị Duyên cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu nè? À, chị cao 1m63, à, chị nặng 59 kg. Chị có cái ưu khuyết điểm gì nè? Chị có ưu điểm là chị sống rất là hòa đồng, rất là thương người, cho dù người đó không quen không biết gì hết á, mà chị đi ngang thì chị thấy khó khăn, thấy như thế nào đó, chị không thể nào mà chị đi qua được, chị phải giúp và chị chia sẻ vấn đề gì đó bằng cả tấm lòng của chị. Chị nói tóm lại là chị rất là thương người, chị có bản chất rất là thương người, mà chị cũng thương vật nữa. Thậm chí chị nói trên cộng đồng mạng có gì để tha thứ cho chị nói là chị nói thật tấm lòng của chị thôi, thậm chí con vật chị cũng thương đó, chị không có nỡ mà giết con kiến luôn đó. Chị thấy nó bò vô nhà này cái nọ thì chị cũng quét hốt đó, chị đem ra ngoài, chị cũng không nỡ mà giết, cho giết nó chết nữa. Tại cái bản chất chị nó như vậy đó. Rồi ngoài những cái yếu tố đó ra, chị Duyên có cái sở thích gì đặc biệt không? À, chị có sở thích là đi du lịch đó đây để tìm hiểu quê hương đất nước của bạn cũng như quê hương đất nước của mình. Chị rất là thích chị đó, đi đó đây đi đi tìm hiểu về cảnh đẹp nơi này nơi kia, về cách sống của chỗ này chỗ nọ vậy đó. Chị rất là thích đi du lịch. Chị đi được bao nhiêu nước rồi? À, chị cũng đi được một vài nước rồi, còn ở trong nước mình thì chị đi cũng sắp hết rồi. Trong nước mình mà đi muốn sắp hết luôn rồi đó hả? Đi là gần hết chữ F luôn rồi đó, ha. Nước ngoài chị đi với nước rồi, một hai nước nào? À, chị đi được nước Thái Lan, chị đi được nước Myanmar, còn con gái chị thì ở Canada, chị cũng chuẩn bị đi nè. Ồ, con gái lớn của chị ở Canada hả? À, con gái thứ ba, trai Đó. lớn. Em đó là đi hợp tác lao động hay là đi định cư bên? Không không em, nó hai vợ chồng nó là người Việt, nó là kỹ sư á, nó kỹ sư lập trình giỏi á, nó kỹ sư phần mềm á, lập trình giỏi á. Thì nó đang làm ở nước của mình, đang làm trong nước của mình, nhưng mà nó ở nước mình nó làm hợp đồng cho tất cả các nước ở ngoài thì cái nước Canada đó người ta cần tuyển một cái nhân viên giỏi như vậy đó, mà ta tuyển 3 năm rồi không ra. Cái xong cái con nó làm thì lúc nào nó cũng làm trên mạng hết á, cái xong cái con nó nhìn thấy nó nói thôi để con thi thử, nó thi qua 10 vòng cấp cao lãnh đạo chấm thi không, cái xong cái con chị nó đậu hết cái nào ta đánh công văn, ta mời cả gia đình của nó là hai vợ chồng với đứa con, giờ nó định cư bên đó luôn nè, giờ nó làm việc cho cái công ty đó luôn á, Bên đó lâu chưa? Đi qua bển lâu chưa? cũng cũng mấy năm Là cũng có lý rồi. nè. Chị cũng khỏe ha. Chị Nếu cũng mà chị cũng ổn. đi qua du lịch thăm cháu thăm con rồi ha. Chị xem chương trình của Mảnh Ghép Yêu Thương. Chị cũng thường xem lắm, tóm là chị cũng thường xem lắm. Chị mặc dù chị là phụ nữ thật nhưng mà chị rất là yêu quê hương đất nước của mình á, mà thậm chí nước bạn chị cũng cũng mến nữa. Chị yêu quê hương đất nước lắm. Chị thấy mà ai muốn xâm lấn đất nước mình hay là ai muốn hiếp đáp người dân của mình, chị sốt lắm, chị không nổi, chị thậm chí chị rơi nước mắt, chị nói thầm trong tâm, chị nói chị tiếp sau chị sẽ là một 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 người lính anh hùng anh dũng, chị muốn bảo vệ quê hương đất nước mình, chị rất là yêu quê hương đất nước, không biết sao mà chị không hiểu sao tấm lòng của chị đi như vậy á. Rồi có muốn chuyến này có muốn đi qua Canada định cư luôn không? Không, chị không định cư đâu, chị đi đi về về thôi. Chị có chấm được anh nào trên những video của Mảnh Ghép Yêu Thương chưa? Cũng có đó, nhưng mà chị có gửi qua cho Minh Hoàng đó, nhưng mà chị xin phép không có nói ra. Chị có gửi qua ba người, chị muốn tìm hiểu ba anh đó. Thì hôm nay là chị muốn bày tỏ bản thân hả? Đúng rồi.
Rồi nếu như chị chọn thì chị chọn mẫu người như thế nào mới hợp với cuộc sống của chị? Chị mơ ước thôi nha, cái này chị mơ ước, chị mơ ước có một người chồng thật sự đạo đức, thật sự hiểu và lắng nghe. Hiểu tức nghĩa là hiểu chị, hiểu vợ con và lắng nghe chia sẻ của mình, chứ đừng có áp đặt, đừng có gia trưởng. Với lại chị thích chồng mình hơi ga lăng một tí cho nó vui, cho nó hạnh phúc. Chứ là chị ước mơ, nếu mà có được cái mơ ước của chị thì chị cũng cầu mong là cho chị gặp được một người gì đó có địa vị trong xã hội. Tại chị yêu quê hương đất nước lắm, chị nói Nếu mà mơ, thật. nếu mà sự thật thì phải kiếm được một người chồng có địa vị. Thì đó là mơ ước thôi. Còn nếu mà chị không đủ duyên thì anh nào thật sự đạo đức hiền lành, công việc ổn định, kinh tế thu nhập ổn định thì chị cũng bằng lòng nữa. Lúc xưa anh xã của chị ảnh không có ga lăng hả? Không, nhưng mà cho chị nói một cái nữa là anh nào mà tìm đến kết bạn với chị thì chị xin là đừng có nhậu nhẹt la cà sáng say chiều xỉn, với lại đừng có nhậu nhẹt về la lối trong nhà, chị sợ lắm. Cái đó chị đã bị rồi, chị sợ lắm, chị rất sợ. Còn vấn đề hút thuốc đó, thì chị cũng không có cấm, không có khó khăn gì. Chị nhờ chị khuyên là nên bỏ bớt, tại vì hút thuốc nó ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều, rất là nhiều. Rồi còn cái yếu tố gì nữa, ví dụ độ tuổi là chị chọn từ bao nhiêu đến bao nhiêu? À, độ tuổi thì bằng tuổi chị trở lên 70. Từ 60 tới 70 hả? Hay là 72 cũng được, mà anh phải còn sức khỏe, thật sự khỏe mạnh. Rồi độ tuổi từ 60 tới 72 ha. Chị có muốn anh đó cao rồi tướng mạnh rồi Nếu mà dễ nhìn thì càng tốt. Chị thích có một mẫu chồng là đi ra đường phải xứng đôi với chị, dễ nhìn, anh cũng lịch sự một chút vậy đó, dễ đúng rồi, anh nào ga lăng thì nhìn. cũng phải dáng phải phong độ đúng không, Đúng rồi, đúng rồi. mà chị thích anh đó người vùng miền nào? Miền nào cũng được em, ba miền quê hương Nam Bắc chung gì cũng được hết, miễn là hợp với nhau, thương nhau, hiểu nhau là được rồi, kinh tế ổn định là được rồi. Kinh tế ổn định, nhà cửa hẳn hoi không? Đúng rồi, nhà cửa hẳn hoi. Hoặc là nếu mà không không có nhà mà kinh tế ổn định, hay là về hưu, vậy thì thí dụ thôi, muốn về sống với chị cũng được. Nhà chị rộng rãi mà có 2 mẹ con à, có chị với cái Út Không nhà mà kinh tế ổn định, à. cái này cũng hiếm đó chị. Không nhà thì kinh tế nó sẽ không ổn định. Lương hưu thì có, không nhà thì có, lương hưu thì có. Nếu như cái anh nào mà như cao tuổi rồi, có nhà có đất nhưng mà để cho con cái hết, không có nhà và họ có lương hưu, cái đó thì có. Còn vấn đề mà là kinh tế ổn định, có nhà thì cái này hơi khó. Thôi mình để tùy duyên đi em Minh Hoàng, mình để tùy duyên đi. Chị nếu mà được mơ ước thì chị mơ ước có chồng ở bên nước ngoài hay là ở Việt Nam? Ưu tiên cho người Việt mình trước đi, Việt Nam mà nước ngoài cũng được, chị không có chê chấp gì hết á, chỗ nào không được hết, miễn là hợp với chị là được rồi. Nếu mình là người yêu quê hương đất nước Đúng rồi, thì mình phải ở, phải ở nước mình. lấy chồng Việt Nam. Đúng rồi Nếu mình yêu quê hương đất nước chị, đúng thì rồi. chẳng thì nãy là thì nãy chị nói đó, thì nãy chị nói ưu tiên cho nước mình đó. Còn nếu mình không đủ duyên á, thì mình có duyên với anh ở nước ngoài thì chị cũng chấp nhận. cái đó cũng thuộc về tự nhiên ha. Đúng rồi, tùy duyên á. Chị có yêu âm nhạc không? Thích lắm luôn á. Có thường đi hát không? Thỉnh thoảng có mấy chị bạn học hồi xưa đó, cũng có mấy chị em bạn cái rủ nhau đi như chủ nhật vậy đó, hai chiều thứ bảy vậy đó, cái rủ nhau đi đi cà phê đi hát. Chồng chị hát cũng hay lắm nè, chị thích hát nhạc gì?
chị nhanh nói tóm là nhạc cổ, nhạc gì chị hát cũng được được không hay nhưng mà cũng được. Các nhạc đó là nhạc cổ, biết thuộc Ừ. bài nào? À, nhạc á hả? Nhạc chị cũng biết một vài bài. Bài nào ruột có chị hát tặng quý vị khán giả cũng như nửa mảnh ghép của chị một chút được không? Được, chị hát không vậy hả? Hát không vậy hả? Đúng rồi, hát trai. Ừ. Vậy để chị coi chị nhớ cái bài nào hay hay. Nghe bài Biển Tình đi. Biển tình hả? À, chị hát bài Biển Tình, chị hát một đoạn thôi nha. Trời, mời chị. À, để Duyên xin hát tặng quý ông bà cô bác trên cộng đồng mạng cũng như tặng cho người người thương của mình sắp 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 trong tương lai một đoạn của bài hát Biển Tình. Nằm nghe sóng vô tầng lớp xa bọt trăng theo từng làn gió đưa biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ái ân như những chiều bâng khuâng trăng nhô lên cao trăng góp trên đầu núi mây xanh xanh lơ mình đắp xây tình mới đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ mắt em u sầu là cả một trời thơ không gian em nghe nhịp đôi tim hẹn ước mong sao tương lai đường chắc ta cùng bước xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian hết rồi. Rồi, cảm ơn chị cũng rất là ha. Rồi chị còn đưa ra cái tiêu chí gì nữa? Chị có lời muốn nói là nếu thật sự anh nào xem được chương trình này thì đồng cảm với chị, có cùng quan điểm với chị thì hãy hãy mạnh dạn mà mình kết bạn tìm hiểu cùng nhau, nếu được thì mình tiến tới lâu dài, còn không được thì mình làm bạn. Còn chị có lời nói sau cùng là chị khuyên tất cả các anh chị lớn tuổi trong nước cũng như ngoài nước, mình đã trải qua một quá trình rất là dài, rất là lâu để lo cho gia đình, hy sinh cho con cái. Bây giờ mình đã tròn trách nhiệm làm cha, làm mẹ rồi. Bây giờ mình đến lúc mình phải nghĩ cho bản thân mình phải cho bản thân mình cơ hội là mình hãy mạnh dạn đến chương trình của anh Minh Hoàng để mình kết nối yêu thương, mình tìm một nửa của mình còn lại. À, các anh các chị mạnh mẽ lên nha. Chị có lời muốn nói như vậy, chị cảm ơn. Các anh độ tuổi từ 60 tới 72 trên Dạ. mọi miền đất nước cũng như ngoài Dạ. nước, anh nào thấy mình hợp với cái tiêu chí của chị Duyên đưa ra thì các anh hãy nhanh tay gọi đến số chương trình sẽ sắp xếp cho anh chị có cái buổi gặp gỡ giao lưu tìm hiểu với nhau. Và chương trình ghi nhận và chân thành cảm ơn chị Duyên. Tôi không quên chúc cho chị Duyên nhiều may mắn trên cái bước đường tìm lại nửa yêu thương của cuộc đời chị Duyên ha. Cảm ơn chương trình, chúc cho chương trình của anh Minh Hoàng làm ghép đôi được thật là nhiều các cặp đôi để cho đời có thêm hạnh phúc. Dạ. Rồi, cảm ơn chị chào khán giả nè. Dạ, anh chào, chào tất cả mọi người, chào chương trình ạ. Rồi, trước khi kết thúc video, Minh Hoàng cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, Dạ, chào. chúc anh Hoàng, chúc anh Minh Hoàng nhớ gửi gửi số ba của anh đó qua giùm chị nha. Ông cho số chị ơi, có nghĩa là sau Dạ. khi cái video chị đăng lên có đường link, Ừ. em sẽ gửi Ừ. video của chị cho ảnh coi rồi chờ ảnh Ừ. có đồng ý hay không. Nếu ảnh Ừ. đồng ý thì hai bên mới có số, còn nếu mà ảnh không đồng ý thì cũng không được chị ha. Ồ vậy đó hả? Chị gửi đường link thôi hả? Đúng rồi, chứ Ờ, chứ lẽ không ta không có không cho muốn, số liên lạc. chứ không phải mình lên là mình muốn xin số ai, nhiều khi xin ta đâu có chịu đâu, rồi chị nói ta cũng đâu Ồ. Ồ. Dạ có dạ. được. Dạ. Rồi, chào chị. Dạ, chào anh Hoàng.